Ok, hi, xin chào tất cả. Đã quay trở lại với channel của mình và mình là Để Nhất đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải cái game Duty Mobile phiên bản quốc tế. Nó đã phát hành tại châu Á rồi mọi người ơi. Thật là vui, con mẹ nó mừng luôn. Ừ. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Đầu tiên thì các bạn phải có cho mình đó chính là ứng dụng TapTap. Thì cái ứng dụng này thì các bạn tải trên Google nó cũng có thôi, nó nặng khoảng ấy, nó không nặng, nó nhẹ, nó khoảng 16GB đó. À, cho nên là các bạn có thể để rồi cập nhật các game của cái mới nhất ha. Còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành tải cái game Duty về. Thì cái link TapTap thì mình có thể để dưới, các bạn khỏi cần mất thời gian để mình đi tìm nha mọi người. Ok. Mình sẽ tải cái này về luôn, mình sẽ tải không bằng wifi. Bạn nào có wifi thì có thể tải dùng wifi, các bạn nào không cần thì khỏi nha, không có thì khỏi nha. Rồi. Ok, và trong cái thời gian mà các bạn đợi tải, các bạn có thể lên Google Play và gõ cho mình đó chính là tìm Kiwi nha mọi người, để phát IP. Tuy là vì Gaiana đã mua về rồi nhưng mà vẫn chưa có bản quyền ở bên Việt Nam, cho nên là các bạn cũng phải cần phát IP nha mọi người. Ok, thì ứng dụng của mình làm thì đó chính là Kiwi, thì các bạn cũng có thể tải nó về. Nó trên Google Play á, các bạn chỉ cần lên và gõ Kiwi là nó sẽ ra thôi. Kiwi đổi Kiwi VNB đó, VV gì đó mình không biết. Thì các bạn phát IP sang thị trường Indonesia cho mình nha. Các bạn cũng có thể phát sang gì ta quên rồi ta. Singapore, đúng rồi, mình sẽ Singapore. Ok các bạn ơi, mình đã phát vô được rồi. Bây giờ thì mình đang chơi cho mình đó chính là cái hướng dẫn của Duty. Ok, và tí nữa thì mình sẽ làm một ván PUBG cho mọi người xem nha, Battle Royale cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ mình phải làm hết hướng dẫn cái. Rồi, trong đây thì đồ họa nó cũng tạm tạm thôi mọi người à. Màn hình của mình vẫn là màu xanh nữa rồi. Ok, và mình sẽ cắt qua đoạn này. Ok, và bây giờ thì mình đã vô được cái chế độ PUBG của nó rồi nè mọi người. Đó, các bạn thấy chưa, trời, một chiếc chụp thằng, hai ba chiếc, bốn chiếc, năm nhiều vậy, bị khủng bố hay gì mà nhiều vậy. Ok, thì đấu trường 100 luôn nha mọi người, khỏi cần chỉnh gì hết trơn á. Mình sẽ nhảy xuống cho các bạn xem luôn. Có điều là ở đây nó ấy hơn PC tí xíu nhưng mà nó bắn khá là phê mọi người à. Ok, và cây AK của mình đây rồi. Trời ơi, bây giờ thì mình sẽ cây AK đây nó bất giật hơn nha. Không dám điện đâu. Kệ ông chứ. Trời ơi, đang chơi. Ok, mình sẽ đi lại đây mình lấy cái hòm, đúng rồi. Ở trong đây bắt ngoài thính ra thì có một vài cái hòm nó sẽ spawn ngẫu nhiên trên map để mà các bạn có thể lại đó mà lấy nha mọi người. Đấy, hai cái hòm luôn. Mình không biết cái đó ở giữa là cái gì nhưng mà hai cái hòm này thì nó sẽ chứa phụ kiện đầy đủ luôn nha mọi người. Súng và phụ kiện đầy đủ luôn. Đây cũng vậy nè, đó. Đây, một bên thì là đạn xanh, một bên thì là đạn đỏ, đạn vàng. Rồi. Rồi, đi chiến được rồi đó mọi người. Còn mỗi cái ba lô chỉ có 4 ô thôi. Ôi ôi, gì vậy? Gì vậy? Ôi, đừng chưa cái coi chết kìa. Má mày, sao mày bắn tao? Trời. Mù mắt rồi. Trời ơi, nó giật ghê. Má ơi. Cái này cái M4 hả? M4 của nó đó trời.
tự nhiên nó để luôn nguyên, lên nguyên cái hàng rào, ôi để lên nguyên cái hàng rào luôn các bạn, bố hồn chả biết mẹ gì hết, hình như nó mới lút từ trên kia xuống. Mày hả mày, dám cà khịa tao. Còn 70 người sẽ đi vô cái khu mà nó đông nhất. Không biết trong đây có ai không? Ơi ơi kìa kìa. Ê, để đâu vậy? Để cái đâu vậy? Trời ơi, nó giật kìa. Mất. Rồi, trời ơi, đạn nó nhiều kinh luôn ấy. Xả ô tô luôn. Ok, và mình đang núp để mà chuẩn bị lấy cái thính. Mình sợ có người... Ôi, ở trên bản đồ thì nó sẽ hiện dấu chân và nó sẽ hiện ngay vị trí đó luôn nha mọi người. Cho nên rất là dễ. Ừ, cũng không dễ mấy đâu. Rồi, kìa mình thấy nó rồi kìa. Ê, ê, ê. Không biết nó thấy mình chưa nữa. Rồi, thấy rồi. Trời ơi, nó giật kìa. Xả đạn như đúng rồi, mà nó giật quá. Có AK mà. Thôi. Đâu rồi? Má cái holo này nó mù mắt quá. AK trong đây còn bớt giật hơn nữa. Trong nhận. Trong đây không có nằm, khó chịu quá mọi người. Trong đây không có nằm. Thay vào đó thì nó có trượt rồi, có băng đạn tím luôn. Ngon lành. Trong thính có gì không ta? Băng đạn cam. Mình thấy màu sao mình nói vậy thôi chứ mình cũng chả biết mẹ gì đâu. À, không phải băng đạn, cái tay cầm. Ok, và mình đang di chuyển vào bo và chiếm cho mình một cái khu thật là đẹp. Mình sợ trên đồi nó bắn quá. Rồi, chắc trên đây chắc không ai đâu ha. Mình sẽ đua cái dây từ bên đây qua mình chia cho nó lẹ nha mọi người. Thính nó ghê luôn rồi kìa. Trời, cái cầu cái gì vậy? Cái đó là cái cầu hả? Ôi ôi, có tiếng chim, có tiếng cưng. Ôi ôi ôi, chim thoát ra sao rồi đây? Đi có mẹ ha. Ôi ôi ôi, ôi đây đây đây. Mày giỡn mặt hả mày? Con này có skill là khi mà giết được một người thì nó sẽ tăng tốc độ chạy. Lúc đó thì giết xong thì các bạn bọt cho nó lẹ. Rồi, hồi máu cái đi. Mình đang đi tới lấy một cái thính này mọi người. Mình đang nguy hiểm. Lấy tới tới thính. Đấy. Rồi. Trong đây nó logic chỗ là rớt cao cỡ nào cũng không chết. Không có ai đúng không? Còn có bốn đứa mà cái bo nó bự kìa trời. Không biết có... Rồi, có súng nhắm luôn, mình đang định nói. Súng nhắm. Súng ngắn. Cái này hay là cây hết ta. Thôi cái này đi. Ok, được rồi, cái này là đủ rồi. Cái này đủ bắn rồi. Không ai chơi bắt dạy nha. Không ai chơi bắt lén nha, bắn lén nha. Rồi bo qua anh kia luôn bắt dạy thì mình sẽ để nó chạy bo. Tụi nó chạy bo trước rồi mình chạy bo sau nha. Ôi ơi, bậy 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 bậy. À da, đi. Ôi 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 ơi ơi bay ơi, bay ơi. Bay qua đây mới được. Rồi, nó mắc bị tầm nhìn mình nè. Lên chơi khô máu thì luôn. Nó mắc tầm nhìn này mọi người. Thấy chưa, mình biết là nó tưởng là mình rơi xuống. Rơi ông nội mày. Chết đi. Trời ơi, nó cũng nghèo vai liền nha. Nó không có, nó đang thiếu đạn. Mình đang mới nghe được tiếng súng ở ngoài này, mình ra mình bắn. Đâu rồi? Đâu rồi ta? Mới nghe mà. À, thấy rồi nha. Thấy rồi. Cái nhắm gì cây vậy? Bắn gì sao bắn? Ôi, nhắm gì sao bắn trời? Bằng. Đúng không? Không biết nữa. Bằng. Không biết chúng không nữa. Bắn đại. Bằng. Rồi nó chết rồi, nó chết rồi. Còn một đứa à. Rồi. Cái kiểu này mình thắng rồi. Bởi vì mình đang trên kèo. Mình đang ở trên lận. Bắt đầu ta. À, đang chạy lên hả? Chết bạn người. AK sấy nè. Holo. Sấy. Đang ngồi. Nằm hả mày? Nằm thì đi lên bảng. Ok, và video test cho Call of Duty Mobile của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu các bạn thấy thích thì để lại cho mình một like, một share nha mọi người. Nhớ cho mình một nút đăng ký nha.